À, em xin giới thiệu với bác, đây là cái lô kính cổ bậc vàng của Đức, của Pháp nhé, sản xuất thập niên 1950, 1960 này. Em sẽ đi từng dãy một, từng hàng một nhé, các bác chú ý lắng nghe này. Đây là đầu trước tiên thì là quay tổng quan trước. Sau khi tổng quan đấy thì sẽ là quay từng dãy một và từng con một của từng hàng một. À, đầu tiên thì là sẽ là dãy từ hàng bên trái trước nhá. Bên trái trước thì con này là con Vinalin nhá. Hàng trái đầu tiên là Vinalin này, con này bọc Pháp này. Vinalin đòn gánh bọc vàng của Pháp này, con thứ hai là Opura. Cũng là bọc vàng của Pháp nhá. Kính là sản xuất giai đoạn 1950. À, con thứ ba đây thì là Merkle. Merkle chữ được gọi là Merkle CH của Đức. À, con thứ tư đây là Mavic đòn gánh này. À, con thứ năm là Amor ba răng bản đề kép này. À, con đây là con thứ sáu nhá. Con thứ sáu này thì là con này là Đúc Bồ La Mi của Pháp này. Con tiếp theo này, thứ bảy này, hàng đấy, hàng thứ nhất bên trái này thì nó là ni lông đòn gánh này. Con tám đây là con Findor này. Findor con này của Pháp nhá. Và tiếp theo là hàng thứ hai này, hàng thứ hai là con Rodenstock chữ H này của Đức này. Con thứ hai của hàng thứ hai nhá. Con thứ hai của hàng thứ hai là con này là con Đúc Bồ La Mi của Pháp. Đúc Bồ La Mi đòn gánh của Pháp. Con này khá hiếm đấy nhá. Phiên bản limited. À, con thứ ba, hàng thứ hai là Merkle chữ H của Đức. Thứ tư là Mavic đòn gánh. À, thứ năm là Amor ba răng của Pháp này. Thứ sáu là Rodenstock của Đức này. Rodenstock của Đức này. Thứ bảy đây là con Amor ba răng mắt xanh rau muống nhạt này. À, thứ tám cuối cùng là con Đúc Bồ La Mi phiên bản limited, xa hoa thị tinh tế này. Ở cái phiên bản này là sản xuất 1950, dành cho những cái diễn viên gạo cội rồi những chính khách. Sẽ quay tổng thể và sẽ giới thiệu lại một lần nữa của từng dãy một. Tổng thể từ trên các bác nhá. Hàng thứ nhất của bên trái nhá thì vẫn là Vinalin này. Con này bọc vàng của Pháp. Con thứ hai là Opura đòn gánh và vàng của Pháp. Thứ ba là Merkle. Thứ tư là Mavic đòn gánh. Đấy. Thứ năm là Amor ba răng của Pháp. Thứ sáu là Đúc Bồ La Mi của Pháp. Thứ bảy đây là Nilo đòn gánh của Pháp. Tám là Findor con này cũng của Pháp nhé. Sang hàng đấy này, sang hàng thứ hai là Merkle chữ H của Đức. Đúc Bồ La Mi phiên bản limited của Pháp đòn gánh. Thứ ba là Merkle chữ H, thứ tư là Mavic đòn gánh. Thứ năm là Amor ba răng Pháp. À, thứ sáu đây là Rodenstock Đức lên 1950. Amor ba răng mắt xanh rau muống nhạt. Còn cuối cùng của hàng thứ hai thì con này nó là Đúc Bồ La Mi phiên bản limited. Phiên bản này là những diễn viên gạo cội với cả ca sĩ chính khách của Pháp thập niên 50-60 hay dùng.